Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghề nuôi ong lấy mật ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chú trọng đầu tư cải tạo nhà vệ sinh trường học. Công an Bắc Ninh với quyết tâm quét sạch tín dụng đen. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã triển khai dự án xây dựng mô hình công nghệ khí canh sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh. Đến nay, dự án đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp tạo ra giống khoai tây sạch bệnh, phục vụ cho bà con nông dân. Dự án sản xuất củ giống khoai tây siêu nguyên chủng trong nhà khí canh được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào triển khai từ tháng 11 năm 2016 đến nay đã được 2 vụ thu hoạch. Năm 2018, Trung tâm đã tiến hành trồng 5.000 cây giống của 2 giống khoai tây là Sonara và Maraben trong nhà khí canh với quy mô 400m². Công nghệ khí canh là công nghệ trồng cây không cần đất, dinh dưỡng được cung cấp bằng cách phun trực tiếp vào rễ cây. Môi trường hoàn toàn sạch bệnh, không cần dùng thuốc trừ sâu. Chu trình khép kín từ khi trồng đến khi thu hoạch, tiết kiệm nước và dinh dưỡng do có thể điều khiển tự động hóa thời gian phun dinh dưỡng. Sau 2 vụ thu hoạch, dự án đạt hiệu quả cao, sản lượng đạt 50.000 củ một vụ. Song song với sản xuất khoai tây giống siêu nguyên chủng trong nhà khí canh, Trung tâm đã tiến hành sản xuất củ giống nguyên chủng ngoài đồng ruộng bằng cách xây dựng mô hình sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh tại huyện Tiên Lữ và huyện Văn Lâm, năng suất đạt 5,5 tạ một sào. Sau gần 3 năm thì đến nay thì dự án đã đem lại hiệu quả rất cao. Đấy, và chúng tôi đã cung ứng giống và sản xuất được là 20 tấn giống siêu nguyên chủng. Thế và khoảng 40 tấn là khoảng giống nguyên chủng thì đã cung ứng đưa đến người dân và đặc biệt đã chuyển giao cho một cái công ty Vietgas sản xuất nông nghiệp của Văn Lâm. Các anh cũng đã làm và đem lại hiệu quả khá cao. Tôi cho rằng là đây là một hướng đi phù hợp. Thành công của dự án đã mở ra hướng mới trong việc sản xuất củ giống khoai tây chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, giúp chủ động về nguồn giống phục vụ sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng. Với những lợi thế diện tích đồi, rừng núi rộng, nhiều loại cây phân tán, nên những năm qua nhiều hộ dân ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã phát triển nghề nuôi ong cho thu nhập khá, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Với ưu điểm vốn đầu tư ban đầu không lớn, không tốn nhiều nhân lực, đem lại thu nhập cao, trong khi nhu cầu thị trường tiêu thụ mật ong chất lượng cao phát triển mạnh, nên một vài năm trở lại đây, không ít người đã mạnh dạn chuyển đổi các loại vật nuôi không hiệu quả để nuôi ong. Cấp ủy chính quyền xã cũng đã có chính sách khuyến khích các hộ phát triển nghề nuôi ong theo quy mô tập trung. Đến nay toàn xã đã có gần 100 hộ tham gia nuôi ong lấy mật với hơn 2.000 đàn ong. Hầu hết các thôn đều đã thành lập được tổ hợp tác nuôi ong và bắt đầu liên kết hỗ trợ nhau về kỹ thuật nuôi, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Trong thôn ấy là từ 18 đến 20 hộ nuôi, thì chúng tôi thường xuyên là trao đổi kinh nghiệm, chủ yếu là bệnh và chữa được cái bệnh của nó thì nó mới duy trì đàn được. Ở đây có hộ đấy nuôi là phát triển làm giàu với ong, thu một năm mấy trăm triệu đấy. Để có lượng mật chất lượng và ổn định, nhiều hộ nuôi quy mô lớn đã thường xuyên di chuyển đàn ong tới các vùng lân cận theo mùa hoa. Nhờ vậy, sản lượng mật năm ngoái toàn xã đạt tới gần 50 tấn. Nhận thấy nhu cầu lớn, nhiều hộ còn nhân đàn để bán ong giống, vì vậy hiệu quả kinh tế từ đó cũng cao hơn rất nhiều. Bằng sự nhạy bén, năng động của người nông dân, đến nay nuôi ong lấy mật ở xã Đông Sơn đã trở thành nghề cho thu nhập ổn định, là hướng làm giàu bền vững cho nhiều hộ dân. Thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Nam Định là 9.700 ha, tổng sản lượng nuôi ước đạt 48.530 tấn một năm. Các vùng nuôi thủy sản nước ngọt đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành kinh tế thủy sản, giúp tăng cường và cải thiện số lượng, chất lượng nguồn lợi thủy sản của tỉnh Nam Định, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Hiện tỉnh Nam Định có 22 cơ sở sản xuất giống nước ngọt. Năm 2018, các cơ sở đã sản xuất được 880 triệu con giống thủy sản nước ngọt, chủ yếu là các loài cá truyền thống. Còn các giống cá khác cho sản lượng và hiệu quả kinh tế cao hơn thì người nuôi vẫn phải nhập từ nơi khác. Hạ tầng của nhiều vùng nuôi thủy sản nước ngọt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giá bán các loại thủy sản không ổn định,
thị trường tiêu thụ bấp bênh nhỏ lẻ. Để khắc phục những bất cập trên, các địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ tích cực như đẩy mạnh nghiên cứu, nâng cao công tác sản xuất giống và mở rộng sản xuất các loài có giá trị kinh tế cao có khả năng xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần có những chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ bảo quản, chế biến, đa dạng hóa mô hình sản xuất, khuyến khích tổ chức theo các mô hình liên kết, liên doanh theo chuỗi giá trị của sản phẩm, thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường bệnh dịch. Những năm gần đây, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã tập trung phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao, bước đầu mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với nuôi truyền thống. Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ của huyện Tiền Hải là 1.976 ha, chủ đạo là tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Trong đó có trên 70 ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghệ, với quy mô khép kín, quy trình vận hành nghiêm ngặt, được quản lý theo chương trình ba sạch, tôm giống sạch bệnh, nước sạch, đáy ao sạch. Nhờ đó hạn chế tôm bị bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy, khắc phục được tôm chết hàng loạt khi mới xuống giống. Để mô hình nuôi tôm công nghệ cao phát triển bền vững, huyện Tiền Hải tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân, doanh nghiệp về hạ tầng, kỹ thuật thâm canh, vay vốn, chỉ đạo các địa phương, các đoàn thể phối hợp với các ngân hàng trong việc tín chấp vốn vay giúp hội viên, nông dân được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi trong việc đầu tư nuôi tôm theo hướng công nghệ cao. Theo tổng hợp của Hội Chữ Thập Đỏ, hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có 8 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, thu hút trên 500 người tham gia. Thành viên trong các câu lạc bộ không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu mà còn phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ nhân dân các địa phương tích cực tự nguyện đăng ký hiến máu. Đây còn là nguồn lực hỗ trợ hiệu quả công tác tổ chức lấy máu trong các ngày hội máu của tỉnh và huyện, thành phố. Hiện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đang vận động các địa phương, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thành lập mới các đội nhóm câu lạc bộ hiến máu để tạo sức lan tỏa rộng khắp trong phong trào hiến máu tình nguyện của toàn tỉnh. Những năm qua, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh đủ tuổi tích cực tham gia hiến máu cứu người. Trong những ngày vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thanh Miện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức 4 buổi hiến máu, thu hút hơn 550 học sinh đủ 18 tuổi tham gia, tăng khoảng 25% so với năm trước. Đại diện Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thanh Miện cho biết tất cả các học sinh tham gia hiến máu đều đủ 18 tuổi và được sự đồng ý của gia đình. Tuy là lần đầu tham gia hiến máu, nhưng các học sinh đều thể hiện tinh thần tình nguyện cao. Kết quả, ban tổ chức thu được hơn 550 đơn vị máu, sẵn sàng cứu giúp cho những người gặp nạn. Tinh thần và nghĩa cử cao đẹp của các học sinh trên địa bàn huyện Thanh Miện thật xứng đáng là các đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đáng để mọi người học tập noi theo. Sau 25 ngày ra quân, tính đến thời điểm này, 100% địa bàn điều tra dân số và nhà ở của tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành công tác điều tra, thu thập thông tin. Thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Bắc Ninh có hơn 3.000 địa bàn điều tra với 428.000 hộ và hơn 1,3 triệu nhân khẩu, huy động gần 2.000 điều tra viên và tổ trưởng tham gia. Với năm đổi mới quan trọng mang tính đột phá như ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra, áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 2 giai đoạn nhằm bảo đảm tính đại diện cấp huyện và tiết kiệm chi phí, lồng ghép thông tin đáp ứng các chỉ tiêu phát triển bền vững, cải tiến quy trình vẽ sơ đồ nền xã phường và phân chia địa bàn điều tra để giảm kinh phí thực hiện tổng điều tra, đồng thời là căn cứ để đề xuất tiến tới không thực hiện tổng điều tra 2019. Do đó, trong suốt quá trình điều tra đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, các cấp và toàn thể nhân dân. Kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4 năm 2019. Kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2 năm 2020, qua đó cung cấp số liệu để Đảng và Nhà nước hoạch định chính sách phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước trong thời gian tiếp theo. Sau gần một tháng tiến hành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đến nay tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin của gần 300.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Do đặc thù của tỉnh Ninh Bình, có địa bàn vùng sâu vùng xa, nhiều khu công nghiệp, người lao động còn đang làm việc lên nương đồi, không có mặt tại nơi ở, gây khó khăn cho điều tra viên trong công tác thu thập thông tin. Do đó, để khắc phục những khó khăn này, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động tham gia của toàn hệ thống chính trị,
tích cực hưởng ứng của toàn thể nhân dân trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. Toàn tỉnh Ninh Bình có 145 xã phường thị trấn với trên 295.600 hộ được chia thành 2.300 địa bàn điều tra. Trong đó, có hơn 300 địa bàn điều tra đặc thù bao gồm nhà chùa, nhà thờ, trung tâm bảo trợ xã hội. Để góp phần hoàn thành sớm cuộc tổng điều tra, phải kể đến đội ngũ điều tra viên đã luôn tích cực sáng tạo trong việc đi phỏng vấn tại các hộ gia đình. Kết thúc mỗi ngày trên từng địa bàn, các tổ trưởng điều tra viên đều rút kinh nghiệm về phương pháp phỏng vấn, cách khai thác thông tin và bổ sung giải đáp những vướng mắc về nhiệm vụ trong quá trình hỏi, nghiên cứu điều tra tại hộ gia đình. Được tiến hành 10 năm một lần, đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trên cơ sở các dữ liệu thu thập được, sẽ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Hưởng ứng chương trình hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Sau 5 năm triển khai, đến nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã lắp đặt gần 30 phòng vắt trữ sữa tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ làm việc trong tỉnh. Qua đó góp phần đảm bảo cho nữ công nhân nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất 24 tháng tuổi, giúp trẻ có sự khởi đầu tốt nhất. Tính đến thời điểm này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã lắp đặt được gần 30 phòng vắt trữ sữa tại 18 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, đồng thời truyền thông kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ cho hơn 7.500 lao động nữ với tổng số tiền khoảng 750 triệu đồng. Sau khi triển khai lắp đặt ở đơn vị doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho công đoàn cơ sở có trách nhiệm quản lý, điều hành, đảm bảo tất cả các phòng vắt trữ sữa hoạt động bình thường, phục vụ tốt nhất cho tất cả nữ công nhân lao động có nhu cầu. Có thể nói, chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc của Liên đoàn Lao động tỉnh mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tạo thói quen nuôi con bằng sữa mẹ cho người lao động tại các doanh nghiệp, cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ thông qua việc tăng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong những tháng đầu đời, qua đó nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ lao động nữ thực hiện tốt thiên chức làm mẹ của mình, góp phần thực hiện đạt mục tiêu 5 triệu bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và thực hiện tốt Nghị định 85 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động và chính sách với lao động nữ. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức truyền thông các kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ và cách vắt, trữ sữa, đồng thời lắp đặt thêm 8 phòng vắt, trữ sữa tại các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ làm việc vào tháng 5 năm 2019. Với suy nghĩ học bác ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực. Qua đó đã khơi dậy ý thức học tập, lao động sáng tạo của chị em và xây dựng hình ảnh phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang. Phong trào phụ nữ thực hiện tiết kiệm đã trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo bác, mà điển hình là mô hình tổ thu gom phế liệu của Hội Phụ nữ thị trấn Nho Quan được triển khai thực hiện từ năm 2016. Tại chi hội phụ nữ phố Liêu Trung, cứ mỗi quý một lần, các loại phế liệu như vỏ lon, hộp nhựa, bìa giấy lại được chị em đưa đến tập kết tại sân nhà văn hóa, phân loại, đóng bao để mang đi bán gây quỹ hoạt động. Từ khi thực hiện đến nay, số tiền thu được là trên 10 triệu đồng. Để mô hình được triển khai sâu rộng, Hội Phụ nữ thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động để không chỉ hội viên mà tất cả người dân đều được nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hiểu được ý nghĩa của hành động thu gom phế liệu. Trong các phong trào thì duy trì được các cái mô hình tiết kiệm, đấy là mô hình tiết kiệm từ thu gom phế liệu và mô hình tiết kiệm 5.000 đồng cho hội viên trên một tháng. Thì đến nay được hơn 100 triệu đồng tổng quỹ của toàn thị trấn thì cho hơn 40 hội viên vay, mỗi năm trung bình là 1 đến 2 hội viên phụ nữ được thoát nghèo. Một điểm nhấn nổi bật nữa là việc đoàn kết thi đua phát triển kinh tế giúp hội viên thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Với phương châm giúp cần câu chứ không giúp con cá, hội luôn tạo mọi điều kiện cho chị em về vốn, kỹ thuật. Nhiều mô hình kinh tế được phát triển và nhân rộng từ trồng rau sạch, nấm, ổi, vườn ao chuồng, chăn nuôi lợn, gà, xưởng may, cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Những cách làm hay trong việc học tập và làm theo gương bác của các cấp hội phụ nữ huyện Nho Quan đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cán bộ hội và nhân dân. Từ đó,
giúp gắn bó, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh, sạch, đẹp, an toàn là cả quá trình phấn đấu của các cơ sở giáo dục, sự chung tay của ngành giáo dục đào tạo và nhân dân các địa phương trong tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, việc sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường như thế nào trong quá trình giáo dục để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo môi trường, trường học thân thiện với học sinh là điều đòi hỏi sự chỉ đạo thường xuyên của các nhà trường. Trường Trung học cơ sở Trực Đại dù đã được công nhận trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn từ tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, với phương châm vận dụng tất cả các điều kiện cơ sở vật chất, hỗ trợ quá trình giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường thường xuyên tổ chức các tiết sinh hoạt ngoài giờ, các hoạt động ngoại khóa cho học sinh quanh khu vực vườn trường. Đặc biệt, việc giáo dục về ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm chút cho từng góc nhỏ của khuôn viên trường học được ban giám hiệu nhà trường thường xuyên đôn đốc, triển khai tới từng học sinh. Trong cái quá trình xây dựng xanh sạch đẹp thì chúng tôi nhận thấy rằng là nó rất là thiết thực cho nhà trường trong việc mà nâng cao chất lượng dạy và học của các em học sinh trong nhà trường. Chúng tôi không chỉ mà hướng tới một cái việc đó là cung cấp kiến thức cho các em, mà chúng tôi còn hướng tới cái việc rèn kỹ năng sống cũng như là giáo dục đạo đức cho các em là một trong những cái tiêu chí quan trọng đầu tiên của nhà trường. Với các nhà trường hiện nay, việc xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn không chỉ là tiêu chí quan trọng tạo môi trường trường học thân thiện cho các em học sinh, đó còn là môi trường để nhà trường tổ chức các phương pháp giáo dục mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm, giữ gìn sức khỏe cho học sinh, giáo dục các em ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường, hình thành cho các em những thói quen tốt, văn minh, lịch sự ngay trong trường học. Bởi vậy, việc vận dụng cơ sở vật chất và môi trường xanh sạch đẹp an toàn đã góp phần tích cực vào phong trào dạy tốt, học tốt và tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn và thân thiện đối với học sinh, giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp và có những kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn ngay từ khi còn học tập dưới mái trường. Mặc dù điều kiện về cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, tuy nhiên nhiều trường học trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã chú trọng đầu tư, cải tạo nhà vệ sinh trường học, tạo môi trường xanh, sạch đẹp cho học sinh. Toàn huyện Yên Mỹ có 54 trường học của 3 cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó có khoảng 70% số trường học có nhà vệ sinh được cải tạo khang trang sạch sẽ. Trong đó, nhiều trường nguồn kinh phí cải tạo và xây mới nhà vệ sinh đều từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Tiêu biểu như trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, trường Trung học cơ sở Yên Phú, trường Tiểu học Minh Châu, Tiểu học Yên Hòa. Bên cạnh đó, về cơ bản các trường, điểm trường trên địa bàn huyện đều có nguồn nước sạch. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, vì một môi trường học tập sạch sẽ, lành mạnh và thân thiện, các trường học và các cấp chính quyền cần có sự quan tâm hơn nữa đến vấn đề nhà vệ sinh trong nhà trường để có nguồn kinh phí xây mới và nâng cấp, sửa chữa những nhà vệ sinh đã xuống cấp. Cùng với đó, các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh học sinh cần giáo dục những kỹ năng sống, nâng cao ý thức cho các em học sinh đối với việc giữ gìn vệ sinh chung, tạo môi trường học đường xanh, sạch, đẹp. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chúng ta dễ dàng bắt gặp những tờ rơi quảng cáo về dịch vụ cho vay tài chính, cầm đồ hay theo cách gọi phổ biến là tín dụng đen, điều này đã khiến cho cuộc sống của rất nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là ở khu vực có đông công nhân thuê trọ. Song đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh không còn tờ rơi quảng cáo cho vay nóng, không còn tình trạng côn đồ đe dọa, ném chất bẩn, khủng bố tinh thần bị hại. Qua khảo sát, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định trên địa bàn có 234 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 251 cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính, 39 cá nhân hoạt động cho vay lãi cao. Hình thức hoạt động là cầm cố tài sản và các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bằng cấp hoặc vay bốc họ. Với lãi suất cao, có trường hợp lên đến 15.000 đồng 1 triệu một ngày, gấp khoảng 24 lần so với quy định của nhà nước. Khi người vay không có khả năng trả thì chúng siết nợ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Với quyết tâm quét sạch tín dụng đen, tháng 2 năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm này. Đến nay, đã lập 11 chuyên án, khởi tố 57 đối tượng. Điển hình là Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá thành công một chuyên án lớn, bắt và khởi tố 16 đối tượng, thu giữ gần 2.700 bộ hồ sơ. Bên cạnh đó, toàn lực lượng đã kiểm tra 124 cơ sở cầm đồ, 34 cơ sở cho vay tài chính, tham mưu cho chính quyền cơ sở tháo dỡ gần 100.000 các biển hiệu tờ rơi quảng cáo cho vay tín dụng đen không đúng quy định. Toàn bộ cái hoạt động của các đối tượng tín dụng đen co cụm vì bị đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng
về cái hoạt động đó và đã bắt được nhiều cái đối tượng và đường dây cộng cán gây ra nhiều vụ mà hoang mang trong dư luận và đã làm trong sạch địa bàn. Hiện nay là cái hoạt động tín dụng đen của các đối tượng co cụ và nằm yên toàn bộ trên địa bàn toàn tỉnh, là các đối tượng tham gia hoạt động tín dụng đen như cầm đồ, vi phạm pháp luật đã dỡ biển và không còn hoạt động nữa. Có thể thấy, tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã và đang từng bước bị đẩy lùi. Song để vấn nạn này bị loại bỏ hoàn toàn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Nếu có khó khăn về vốn thì nên tiếp cận với hệ thống tài chính chính thống hoặc đề xuất với các ban ngành chức năng. Nếu có người thân liên quan đến tín dụng đen thì phải báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.